cầu ơi là cầu. Ô, vẫn còn. Pha cầu rất hay. Vẫn còn. Hay, vẫn còn. Cầu ngoài mất rồi. Trên sân số 1, anh Huy gặp Đức Hoài. Trên sân số 1. Pha thủ cầu rất hay đến từ Chiến. Điểm 3, 2, 1 cho Hải Phòng. Bình luận nó phải cho khán giả cười. Cầu trong sân. Hai đều. Cặp này hay nhất ngày hôm nay. Hay thế. Pha bỏ cầu không qua lưới của Đức Duy. Điểm 3-2 cho đội Hải Phòng. Bình luận nó phải điên điên một tí nó mới hay. Lại một lỗi đến từ Đức Duy. 4-2. Pha chém cầu không qua lưới của anh Hải. Điểm số tiếp tục được nâng lên 5-2. Chửi đi mẹ mình luôn. Cầu trong sân 6-2. Tài xác định cầu trong sân. 9 đều. Cầu ra ngoài. Chào 114 người đang xem. Anh em chia sẻ chờ cầu lông để mọi người cùng xem trận đấu giữa Duy Hải Ba Sao gặp Chiến Cường Hải Phòng. Anh em hãy hỏi anh em trả lời. Đập cầu tốt. Điểm rất Duy Hải 13-10. Đây là điểm sớm Duy Hải. Cứ tưởng nó chưa. Cầu trong sân. 14-10. Hiện chị này thu lại tiền.
Không, anh vừa sang anh trọng tài sang đánh giải. Pha vô cầu trên lưới tốt đến dưới chiến điểm 11-16. Phản cầu không qua lưới điểm cho Duy Hải. 19-12. Pha vô cầu ra ngoài rất đáng tiếc đến từ Đức Duy. Điểm 13-19. Không cách được, giờ bóng nhất là mọi người không đợi được. Giờ mọi người đang ở bắt đầu bóng 3 rồi, mình không phải đợi. Không đợi được. Có là mình đánh một trận xong này, trận thứ hai lại tiếp luôn. Đập cầu tốt. Trên sân số 4. Điểm 20-13. Trên sân số 6, Tuấn Anh Hoàng Vũ Ánh. Trên sân số 6. 21-13. Bắt đâu? Ừ, bắt đi. Em chịu không nên bắt đâu. Em đi ly và chimmer. Phản cầu ra ngoài. Điểm 15-21. Đang ở sân rồi đúng không? Không pha lại vào đây à? 16-21. Kẹo à chứ? Xem hay không là quyền của con người. Quá hay. Chủ tịch bảo quá hay. Nhưng mà cầu không qua lưới. Điểm cho Duy Hải. 23-16. Các bạn ấy đồng ý anh lại đúng không? Vâng. Ừ, không phải quá anh cũng thoải mái thôi. Nhưng mà bởi vì pha cầu vào đầu Đức Duy. Cường 25-24. Chiến Cường. Cặp đôi này mệt hay là buông thả đây? Hai nhăm đều. Đập cầu tốt, 27 đều. Phát biểu vừa rồi là của tay vợt Quốc Học. Bá Học. Pha cài cầu không qua lưới. 29-27. Đôi này lại lấy lại phong độ rồi. Cầu ơi là cầu. Ô, vẫn còn. Pha cầu rất hay. Vẫn còn.
Hay, vẫn còn. Câu ngoài mất rồi. À, màn hình đôi nam nữ rất hay. Kết thúc. Vậy là chiến thắng đã nghiêng về Duy Hải. Tưởng chừng anh em trong 5 phút mà để 15 phút mới ăn. Đi thua.